Và hôm nay thì giá lợn hơi cũng đã tiếp tục giảm nhẹ tại hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, ở một vài tỉnh của miền Bắc, giá lợn hơi lại rục rịch tăng khoảng 1 cho đến 2.000 đồng một kg. Cụ thể thì sau khoảng một tuần giảm từ mức kỷ lục 100 cho đến 105.000 đồng một kg về gần mốc 90.000 đồng một kg, giá lợn hơi một vài địa phương miền Bắc như là Hưng Yên, Tuyên Quang và Hà Nội đã quay đầu tăng từ 1 đến 2.000 đồng lên mức 93 đến 94.000 đồng một kg. Ngược lại, Vĩnh Phúc hôm nay giảm 2.000 đồng, xuống 90.000 đồng 1 kg. Thái Bình giá vẫn cao nhất miền, 97.000 đồng 1 kg. Ninh Bình, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, 95.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại của miền Bắc, trong khoảng từ 91 đến 92.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi miền Trung Tây Nguyên hôm nay tiếp tục giảm. Trong đó, Quảng Trị giảm sâu nhất, 4.000 đồng 1 kg, về mức 85.000 đồng 1 kg, thấp nhất miền. Cao nhất miền là Khánh Hòa và Lâm Đồng, từ 93 đến 94.000 đồng 1 kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận, từ 90 đến 91.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, về mức 88 đến 89.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng từ 86 đến 87.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi miền Nam hôm nay cũng giảm từ 1 đến 4.000 đồng 1 kg. Tại một vài nơi, Bạc Liêu, Bình Dương, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng ở mức 92.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long và Cà Mau giảm từ 2 đến 4.000 đồng, còn từ 88 đến 89.000 đồng 1 kg. Cao nhất là thủ phủ lợn Đồng Nai. Giá lợn hơi loại đẹp 94.000 đồng 1 kg, các tỉnh còn lại phổ biến từ 90 đến 93.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, trong chiều nay, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố từ ngày mai 12 tháng 6 sẽ bắt đầu cho phép nhập khẩu lợn giống từ Thái Lan về nước ta nhằm gia tăng nguồn cung đang bị thiếu hụt trong nước, ghi nhận của phóng viên VTC16. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định giá thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu thịt lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi, giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Thú y ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể việc kiểm dịch nhập lợn sống vào Việt Nam để nuôi, giết mổ làm thực phẩm theo các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn lợn. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, và đặc biệt trong điều kiện Covid, là chúng ta sẽ cho nhập lợn sống từ các nước vào để giết mổ. Thế thì cái nội dung này thì hôm nay báo cáo đồng chí là chúng ta chỉ còn có khác cái thời kỳ không Covid là không có đoàn cán bộ kỹ thuật sang đánh giá thôi. Còn trong hoàn cảnh Covid thế này chúng ta cũng phải có cái sáng tạo và có cái chủ động. Thế thì cái nội dung này bộ đã có văn bản chỉ đạo các sở nông nghiệp, các chi cục quy vùng, các trung tâm kiểm dịch và các chi cục chăn nuôi thú y ở các tỉnh để triển khai một cách đồng bộ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn thịt cả nước đạt hơn 24 triệu con, tốc độ tăng trưởng đàn 5,78% trên tháng. Dự kiến cuối quý 3 đầu quý 4 tới thì tổng đàn lợn sẽ bằng với trước khi dịch tả lợn châu Phi diễn ra, khiến hơn 7 triệu đầu lợn bị tiêu hủy. Thưa quý vị và các bạn, trước khó khăn của người nông dân trong việc tái đàn lợn thì tỉnh Bình Định đang đi tiên phong trong công tác hỗ trợ khuyến khích các nông hộ nhỏ lẻ tái đàn. Và theo đó, chỉ cần nuôi 3 con lợn nái hoặc là 10 con lợn thịt là nông hộ sẽ được hỗ trợ toàn bộ lãi suất và ngân hàng. Bên cạnh đó thì các mô hình chuỗi liên kết các nông hộ chăn nuôi lợn tại địa phương này cũng đang được khuyến khích phát triển, ghi nhận tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định. Gia trại chăn nuôi lợn nhà chị Trần Thị Lệ ở thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước hiện có 1.000 con lợn thịt, trong đó gia đình chị tự nuôi là 500 con. Số lợn còn lại, chị Lệ hợp đồng liên kết với 15 hộ nông dân trong xã nuôi gia công. Theo đó, chị Lệ chịu trách nhiệm cung cấp con giống, thức ăn và thuốc thú y cho các nông hộ trong chuỗi của chị. Người nuôi có trách nhiệm xây dựng chuồng trại tại mỗi gia đình, bỏ công chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh cho đàn lợn theo sự hướng dẫn của cơ quan thú y. Về phương thức thanh toán, đến khi xuất chuồng, người nuôi lợn gia công được chị Lệ chi trả từ 200.000 tới 250.000 đồng mỗi con lợn thịt. Là có một cái mà mình phải liên kết, bởi vì lúc đầu là mình chưa có đủ đất. Hai nữa bây giờ mình thấy dịch tả châu Phi đây cũng sợ, nếu mà dồn về một chỗ thì lỡ dịch nó xảy ra thì mình thấy còn nguy hiểm. Nên nói nuôi mô hình vậy chứ mà
cũng như là phân tán ra một nơi một ít. Một là nó chỉ cũng, nhưng nếu có xảy ra thì nó cũng là chỉ có một cái nhà nào đó thôi, không thớ là hết được. Đó là có cái này, nhà này bị dịch thì nhà kia lại cũng đỡ. Gia đình chị Nguyễn Thị Khánh Ly ở thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước là một trong tổng số 15 hộ nhận nuôi lợn gia công của chị Trần Thị Lệ đã được 3 năm nay. Mỗi lứa nuôi trong thời gian hơn 3 tháng, chị Ly nhận nuôi từ 40 tới 50 con lợn thịt và được chị Lệ trả tiền công là 10 triệu đồng. Mỗi năm, chị Ly và 14 hộ nuôi gia công có thu nhập từ 30 tới 50 triệu đồng từ nuôi lợn liên kết hộ. Gia tôi giường đất cũng rộng mà ở nhà nông thôn cũng không có làm gì, nên mình xây chuồng đất này liên kết giữa cô lợ bò giống thì là mình nuôi ở nhà rồi thu nhập vậy, rồi con cái rồi đi học mình chăm con rồi cũng được. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, đây là một mô hình mới về liên kết chăn nuôi lợn theo chuỗi được thực hiện bởi quy mô nhóm hộ, giúp bà con nông dân giải quyết khó khăn về vốn trong chăn nuôi và đem lại lợi ích kinh tế đáng kể. Mô hình này thì nó cũng thực sự là đem lại hiệu quả. Cái thứ nhất á, trong cái điều kiện mà chăn nuôi khó khăn đối với cái một số bà con mà chăn nuôi quy mô nhỏ không có đủ điều kiện thì họ thực hiện là nuôi, sau đó thì sẽ được trả tiền công sau khi mà thu hoạch. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình liên kết chăn nuôi lợn quy mô nông hộ của gia đình chị Trần Thị Lệ ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình nhằm tạo mối liên kết chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh, góp phần tăng thu nhập kinh tế nông hộ và phát triển đàn lợn của địa phương. Hơn 40 con lợn giống này vừa được anh Nguyễn Quốc Trường ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội vào đàn cách đây 15 ngày. Anh Trường cho biết giá lợn con hiện ở mức rất cao, khoảng 130 đến 140 nghìn đồng một kg. Ước tính một con lợn giống từ 23 đến 27 kg một con, giá hơn 3 triệu đồng. Đây là khó khăn, trở ngại không nhỏ cho gia đình anh Trường khi tái đàn. Tôi thì bắt 32 con thì nhân với giá là 3 triệu 2 của trại họ xuất ra thì rơi vào là khoảng độ 102 triệu mấy trăm nghìn đấy, thì không, đấy là không tính cái phần lợn của nhà sản xuất ra. Thực ra là tôi cũng rất là lo lắng vì đầu tư một số vốn rất lớn vào đây, luôn luôn là trong cái tâm trạng là lúc nào cũng như ngồi trên cái đống lửa, bởi vì là mình vừa làm vừa lo. Do tác động của dịch tả lợn châu Phi năm 2019 đã làm giảm đáng kể nguồn cung lợn giống bố mẹ, dẫn đến khan hiếm nguồn cung lợn giống. Tại trang trại lợn này, sau dịch tả, mặc dù điều kiện vốn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng anh Trường xác định vẫn duy trì đàn lợn nái để khép kín mô hình chăn nuôi. Tuy nhiên hiện giờ, đàn nái của gia đình anh mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu con giống tại gia trại. Tôi thì mới chỉ sản xuất đáp ứng được nhu cầu khoảng cỡ 40% thôi. Còn 60% vẫn phải đi bắt ở những trại mà có uy tín, mình tin tưởng, mình bắt về mình nuôi. Những cái đàn giống vừa rồi thì tôi bắt là 32 con và của nhà có là 12 con. Đấy, tổng là 44 con. Không chỉ nhu cầu về con giống mà việc tổ chức quản lý chăn nuôi cũng như phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh, virus tồn tại ngoài môi trường, đường lây truyền bệnh đa dạng, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, khiến cho người dân e ngại. Thứ nhất là cái giá con giống rất cao, kể cả lợn nái hậu bị lẫn lợn con về nuôi thương phẩm. Cái thứ hai là tình hình dịch bệnh đang diễn biến quanh năm, nó rất phức tạp, cho nên người ta rất hốt, bỏ ra một số tiền rất lớn để bắt lợn về nuôi. Trong đó là dịch bệnh cứ bủa vây bất cứ đến lúc nào. Cộng với cái thứ hai nữa là vì cái điều kiện chăn nuôi cũng ít người mà người ta dám tiến tới làm cái chuồng lạnh khép kín. Bởi vì như tôi này, chuồng này là chi phí tiền điện mỗi tháng cũng phải tầm 7-8 triệu cả hai khu, tất cái hệ thống trang trại này. Thì nếu mà so với điều kiện mà nông hộ ở đây thì chắc là ít. Sau dịch, người chăn nuôi tha thiết muốn tái đàn bởi so với các loại gia súc khác thì lợn là vật nuôi có thời gian quay vòng ngắn ngày, mau cho thu hồi vốn. Và nhu cầu nguồn thực phẩm từ thịt lợn rất lớn nên rất dễ tiêu thụ.
Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, câu hỏi tiếp theo mà tôi đang cảm thấy rất là băn khoăn, mà tôi thấy là nhiều người họ cũng đang băn khoăn, đặc biệt là những người chăn nuôi, đó chính là khi mà chính phủ của chúng ta cũng đã bắt đầu nhập khẩu thịt lợn rồi, thế nhưng tại vì sao mà hiện nay cái mức giá thịt lợn trên thị trường nó vẫn tăng ạ? Và tình trạng này thì sẽ bao lâu nữa nó mới có thể hạ nhiệt được ạ? Tất cả các nhà quản lý cũng như là gọi là kỳ vọng thì bao giờ cũng bảo là tháng 7, tháng 8 xuống. Yeah. Còn những người ở dưới cấp cơ sở, dưới xã, dưới huyện thì họ bảo là cuối năm nay. Còn người tiêu dùng thì bảo cũng chưa biết nó đến bao giờ. Thế cho nên tôi nói với anh đơn giản là tổng nguồn hiện nay vẫn thiếu. Vẫn thiếu thì không có chuyện giảm được. Bởi vì nhu cầu thịt lợn, người ta vẫn ăn thịt lợn nhiều. Chứ nếu như bây giờ chỉ quay về thịt gà hay là cá, hoặc là tôm cá gì đó thì thịt lợn núp xuống, nhưng mà hiện nay cho đến nay thì thịt lợn vẫn là khoảng ít nhất 60-70% trong bữa ăn hàng ngày, mà nguồn thì không có, anh có nhập về nữa cũng không có. Bởi vì theo tôi biết đến hôm nay chúng ta ngồi đây thì giá lợn của Thái Lan cũng vào khoảng 55.000 một ký, bán tại cửa chuồng, đưa về đến Campuchia chuyển tới tất cả các ấy mất 73.000, đưa về đây nữa, đưa vào cách ly, quá trình hao hụt nữa thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải tới 80.000 cân hơi. Cho nên nếu có gì nữa thì nó cũng không thể xuống được. Đấy, tại thời điểm này báo giá của bên Thái Lan, và hiện nay cục chăn nuôi cùng với bên tổng hội chăn nuôi của Thái Lan đã đàm phán và bây giờ đang chuẩn bị để đưa về bắt đầu tiến hành cách ly. Chỉ có khi nào chúng ta trông đợi là chỉ khi nào chúng ta ở đây tái đàn thành công để trở lại cái mức ban đầu để đủ thịt lợn cho 100 triệu người chúng ta, với một cái dân số của chúng ta mà thích ăn thịt lợn như thế thì mới có hy vọng. Còn không nhập đến nữa, anh cứ nhập nữa đi nữa thì nó cũng về, nó vẫn giá nó vẫn cao, không thể không hạ được. Vâng, với tình hình như là hiện nay thì với cách làm của anh Trường, như là tự chăn nuôi con nái để có thể cung cấp giống này, hay là khép kín cái mô hình chăn nuôi của mình thì có phù hợp và có phải là một cái hướng đi đúng đắn và lâu dài hay không ạ? Thưa chị, nó phải có vốn. Chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu anh muốn khép kín cả quá trình, anh phải bắt đầu anh tạo nái hậu bị này, xong rồi anh đưa ra con lợn nái để bắt đầu đẻ cái con này. Anh phải có một cái quá trình, anh phải có trình độ là một, anh phải có vốn, bởi vì nếu không nó mất một con nái anh mất tiền rất lớn, đúng không? Thế cho nên là tại sao người ta vẫn phải có cơ sở sản xuất giống tập trung của những tập đoàn mạnh. Cho đến hiện nay cái giống mà cụ kỵ ông bà, giống cụ kỵ, tôi tính giống cụ kỵ đi, thì 80% nó vẫn tập trung ở 15 doanh nghiệp lớn. Ông bà lợn ông bà 35-40% nó vẫn tập trung ở những doanh nghiệp lớn. Còn tất cả hộ gia đình anh có kỳ vọng là anh nuôi bố mẹ xong anh từ đó anh ra con, xong đó anh bắt đầu nhân ra. Thứ nhất, anh trình độ của anh một thời gian thôi, anh phải thay đổi nái, chứ không thể là cứ sử dụng con nái suốt được, nó già, nái già đi chất lượng giống nó sẽ kém. Nó cái quá trình đó người ta gọi quá trình nó thoái hóa dần đi. Thế cho nên là cách như thế tại thời điểm này nếu anh có lợn đang có thì anh dùng được. Nhưng mà nếu anh định đi đến chuyên biệt hóa bằng cách là anh sản xuất từ A đến Z luôn, từ lợn nái xong đến lợn con, lợn thương phẩm thì chưa chắc đã phải là cách hay. Mà đôi khi tại sao người ta vẫn cứ phải dành ra những cái tính chuyên môn hóa trong cái lĩnh vực trong những chăn nuôi là vì thế đấy. Chứ còn ví dụ như anh ấy, mà nếu anh có ý định chăn nuôi lớn, anh nuôi chăn nuôi khoảng vài trăm con, thì có thể anh tự gây đàn giống, anh phải chọn lợn đấy, lợn hậu bị thật tốt từ một những cái cơ sở thật là sản xuất thật là có tên tuổi đấy, để anh ấy đưa cái nái hậu bị về thì anh mới làm mới được. Yeah.